tiếp tục đấu tranh với tội phạm đường phố, đặc biệt là số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Vừa qua, Công an thị xã Thuận Thành đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra quyết định khởi tố vụ án và điều tra làm rõ 19 đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng tại phường Hồ, trong đó Nguyễn Đình Nghĩa, 16 tuổi, ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Trước đó do có mâu thuẫn cá nhân với một thanh niên ở phường Hồ thị xã Thuận Thành, khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023, nghĩa tập hợp nhóm thanh niên 30 người, khoảng từ 16 đến 18 tuổi, đi xe máy mang theo hung khí như đao, kiếm, đinh ba, vỏ chai bia, di chuyển từ xã Việt Đoàn huyện Tiên Du sang phường Hồ để đánh nhau. Khi đến cây xăng dốc hồ, nhóm nghĩa hiểu nhầm ba thanh niên đang đổ xăng là người đang tìm đánh. Các đối tượng hô hoán, ném chai bia, cầm kiếm, đinh ba xông vào đuổi đánh ba thanh niên nhưng không thành. Sau đó, các đối tượng mang theo hung khí, dồ ga, bấm còi, lạng lách đánh võng trên các trục đường trung tâm phường hồ, gây mất an ninh trật tự, khiến các hộ kinh doanh buôn bán và người đi đường hoang mang lo sợ. Hiện công an thị xã Thuận Thành đã thu giữ hơn 10 chiếc xe mô tô các loại và nhiều đao kiếm, dao tự chế, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật, đồng thời tập trung truy bắt các đối tượng còn lại, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.